Đây là buổi sáng cuối cùng của mình ở tại Ubud. Hôm nay thì tụi mình sẽ bay đi Surabaya. Và bây giờ thì đang đi dọc đường để kiếm đồ ăn sáng. Tất nhiên là kiếm đồ ăn sáng ở đây khó quá, cho nên là hai đứa mình quyết định sẽ vô Mát mua mì tôm ăn. Vì Indonesia cũng rất là nổi tiếng với mì tôm, ăn mì tôm cũng được. À, ta này đi. Thấy cũng bình thường. Chắc là hoặc là mình mua trúng cái hộp chở, hoặc là mì ở đây người ta nấu theo khẩu vị của người Indo, cho nên là ăn không thấy ngon. Còn hộp của chồng mình thì cay quá, không ăn nổi luôn. Trưa ở tại sân bay luôn, để qua bên kia thì vừa máy bay xuống là sẽ di chuyển tiếp đi chỗ khác chứ không có thời gian ăn trưa. Đấy, ăn đồ Indonesia tiếp. Cái này là gà xé, cái này là thịt nướng, cơm chiên, còn mình là cơm trắng với lại thịt nướng có cái sốt gì đó giống sốt đậu phộng, mình đoán vậy, và có trà đá. Gà luôn. Cái đây cũng gà luôn. Rồi gà. Sốt đậu phộng. Của em không cũng được. Ngon xuất sắc gì bữa giờ thì không ngon lắm. Đúng. Trên bay không ngon bằng ở trong là lâu cùng. Cũng được. 7 điểm đấy. Bên này kêu bỏ đường mà nó còn ngạt như vậy. Qua được. Mặc dù là bỏ đường rồi nhưng mà vẫn ngạt nhiều ạ. À. Còn như không bỏ gì hết. Bỏ ít đường đó. Mình sẽ bay Boeing 737. Mong là sẽ không xa nữa không anh yêu. Mình đã hạ cánh và đang trên đường đi đến Bromo. Mất cỡ đâu 2 tiếng rưỡi nữa là đến. Nắng ơi là nắng luôn, nắng nóng lắm. Đi ra ngoài đường một chút xíu là đá hết cả da. Đây là một cái đảo khác của Indonesia chứ không phải đảo bên Bali nữa. Bay mất 1 tiếng đồng hồ. Bên Bali thì tranh Việt Nam hơn Việt Nam 1 tiếng. Bên này thì bằng giờ Việt Nam, cho nên là bên kia xuất phát lúc 11 giờ rưỡi thì bay qua đến đây thì cũng vẫn là mới 11 giờ rưỡi thôi. Trên cả mây nữa. Đây, toàn cảnh khách sạn xung quanh. Còn đây là phòng của mình.
Trước cửa phòng là nhìn ra ngoài núi rồi. Đây có con mèo nè. Sao mà chết được? Nó biết chứ, nó nhút nhát nó bỏ chạy không? Rồi mình sẽ đi bộ ra coi coi cái sa mạc ở dưới này nó như thế nào. Promo hả? Chứ nói promo đó. Ok. Đây. Dưới này là sa mạc. Không có gì hết thấy không? Cái cục đó là núi lửa đó. Là cái cục núi lửa đó. Lạnh nha, mà tụi mình không có mang đồ ấm. Tại vì sao tụi mình không mang đồ ấm nhỉ? Vì không có chỗ để. Vì tụi mình không có đủ hành lý để đựng đồ ấm, vì đi nhiều nước không có muốn mang theo nhiều. Mà nghe nói là ở đây người ta có cho thuê áo ấm á. Mà thôi mình mà để hỏi lại cái chị đó, cái chị mà tư vấn cho tụi mình coi là bây giờ thuê áo ấm thì đi đâu thuê. Nói chung là bạn kêu là có chỗ cho thuê áo ấm. Thì vậy đó. Rồi không biết tối nay thì lạnh đó, thì không có áo ấm thì làm sao đây. Thì mặc nhiều lớp thôi chứ biết làm sao giờ. Miu miu miu. Miu miu. Thấy cái núi lửa nó đang phun lên không các bạn? Để mình chìm gần hơn nha. Đó, đang bốc khói nghi ngút đó. Ngày mai mình sẽ leo lên đó. Bây giờ hai đứa mình sẽ đi dạo vòng vòng ở đây xem là có gì chơi và có gì ăn không. Tại vì mình cũng đói đói rồi. Đây có cái làng nhỏ nhỏ. Đây mình đang đi bộ. Đây có con dốc xuống mà ở ngoài xa các bạn có thể thấy là có mây kìa. Hôm nay đang phủ ở đây nè, thấy không? Ủa bên này thì núi lửa nó đang bốc khói lên nè. Ủa phải núi lửa không? Người ta đang đốt cái gì trời? Ở đây là người ta trồng hành. Hành gì đó to lắm. Lá hành to đùng, chắc củ hành. Trồng đấy củ quá. Đây, đang đi xuống. Đây là nhà của người dân nè. Có cô đang mài dao hả? Núi lửa mà phun cao thì đây là đường thoát hiểm nè. Ủa vậy hả? Đường quay rau nè. Đường thoát hiểm kìa. Ủa chạy được nè, sao chạy sao mà kịp? Thì đó, thì chạy thôi chứ sẽ biết kịp hay không. Nước vẫn chạy được. Cái góc anh đi cũng đang đẹp lắm luôn á. Đó các bạn ơi, cảm giác vô cái điện thoại lên là sẽ có hình đẹp á. Đẹp bán. Đây có chú đang sửa xe. Đây bên này nè, thấy mây không? Đây là một cái thị trấn. Xong đây là bên này là núi. Cái chữ là mây. Mình sẽ ngồi đây để trông view mình chụp hình cho mình. Cực kỳ đẹp. Có đường nè. Đường này rất là mắc nha. Đường đẹp lắm mấy bạn ơi. Tức là trên núi nha, nhưng mà được đầu tư rất là đẹp, rất là chỉnh chu. Chứ nhìn không có hề là bị gọi là bị ấy đâu. Thùng rác cũng có ba phân loại rác kìa. Đừng tưởng mà ở trên núi mà cứ bắt nha. Vô cái máy đây là đẹp và là cứ muốn chụp hình. Nãy giờ đi từ đó đến đây mình chụp 3 lần rồi. Đẹp lắm. Oh my god. Ok. Ui đẹp quá. Cứ báo động ở chạy đó lần này. Ồ có báo động ha, có chuông báo động ha. Chắc vậy. Chuông báo động núi lửa. Cái này quá nhanh nè. Cái góc này cũng đẹp nữa nè, thấy không? Ồ, đứng này cũng đẹp nữa. Thì cái dơ máy là có hình đẹp thôi. Cái dơ máy lên là đẹp thôi. Nãy đi trên đường là sẽ có những cái hướng dẫn để chạy khi mà có động đất đúng không? Thì đây là cái điểm tập trung. Thì mình đoán đó, tụi mình chỉ đoán là nếu như mà có vấn đề gì thì người dân sẽ tập trung ở đây, xong rồi sau đó họ sẽ chở xuống hả? Chắc là như vậy đó. Xuống đây là bắt đầu có chỗ bán đồ ăn rồi nè.
Mình sẽ đi ăn đồ ăn vặt ở Indonesia. Ý, cá viên chiên hả? Is that fish ball? Chicken. Chicken. Chicken, chicken ball. Okay. Okay. One chicken bone. Oh. Tofu. Tofu. Ah, okay. Tofu for yes. Chicken bone chicken inside bone. Tofu. Okay. Okay. Còn bên này là bắp xô. Bacon soup. Mm. Meatball soup. Mm. Ah, okay. Ăn thử không? Thank you. Spicy? No, spicy. Which one is spicy? Okay. This one squid or peanut sauce? Peanut. Peanut. Ah, okay. Spicy. Spicy. No, nó không. Peanut. À, tức là sẽ vừa bỏ sốt đậu vừa bỏ ớt vào. Oh, no, no. Mình cứ tưởng là anh hỏi là bỏ ngoại cho hai. Ok. Rồi. Thank you. Đây, như thế này. Để ngồi đây ăn thử. Thơm mùi đậu phộng. Thơm mùi đậu phộng lắm các bạn ơi. Cái này là đậu hũ. Trong đậu hũ người ta có bỏ thêm cái bột gì á. Bột gì á. Bột gì nó dính dính dính. Nó béo lắm. Cũng ngon. Người ta bỏ thêm cái viên gà. Viên gà là nhập tẩm bột nha. Chứ không phải là gà nguyên chất. Ngon không? Chứ đủ cay. Không. Ok. Anh cứ đi đem ngoài nhà nó đi. Mày ở trên đó kìa. Chỗ này giờ chỗ này sẽ bật cái đèn lên. Hư đèn rồi còn đâu mà bật. Hư à? Nhưng mà hư rồi chú không bật được. Mấy cái đèn. Thì mình quay lại cái chỗ lúc nãy. Mình ăn bakso. Nãy là mình ăn cái xe này, ăn gà viên. Bây giờ mình sẽ ăn bakso. Nó giống như là mình cảm giác giống như là hủ tiếu ở Việt Nam mình, nó bán ở trong lề đường. Xong rồi này có cái xe, xong rồi chú bỏ mấy cái mì rồi đậu hũ này kia. Lên này này đó. Ồ, có cái gì đó kìa. Đây là TikTok của mình đó. Ơi. Không vì ai vong con anh cũng mi chết vậy. Giống bánh bánh gì? Bánh gì? Bánh gì? Bánh ú. Ôi, có gọi sa tê không? Cái đó là cái gì vậy chị? À, cái đó xong rồi sẽ bỏ. Ok. Xong rồi chan nước vô. Lontong, mình nè, chú sẽ bỏ hành ngò và hai cái viên
giống viên hành thánh, rồi đậu hũ và viên, chắc là viên gà thôi, tại vì ở đây theo tôn giáo chắc họ sẽ không ăn bò với heo, rồi chan nước dùng vào. Ớt, ủ nhiều ớt nha. Ok. Thôi mình qua đó mình ăn đây các bạn. Lê. Đó. Mùi giống mùi hủ tiếu ha. Tóc bình thì nhiều mà cái sợi thì ít. Cho có một xíu sợi thôi các bạn ơi, còn lại chủ yếu là tóc bình. Như thế nào? Cái hột cái gì, cái viên nó giống cái viên bên kia không? Giống nhưng mà tại cái nước nó khác, nên ăn nó khác. Rất là giống cà chua. Đi hả? Cho em nữa đi. Trong cục há cảo là mì tôm nha mấy bạn, chứ không phải là thịt giống như ở mình. Cho em cục há cảo đi. Cho nên là mình sẽ ủng hộ luôn xe của chú này. Chú này là bán sate, nghĩa là xin miếng. Chỉ bán gà thôi. Cho anh đi có nhiều quá không? 15 thôi, 15 thôi. One. A 20 stick. How much one? One. Ten stick. Ah, 1%. Ten stick. How much? 25. Okay. 10 cái trước đi. Two. Ah. How many cái đã? 2%. 2%. Ông hỏi cho chú này. Chú này là bán xiên nướng. Bạn này là bán cáp viên. Bán gì, gà viên. Còn chú kia thì bán bát xô. Ông hỏi đủ ba xe. Xin nướng. Thank you. 25. Ở dưới này mình nghĩ là sốt đậu phộng. Vì hồi sáng mình ăn ở sân bay thì nó là sốt đậu phộng. Mình sẽ ngồi ở đây bên lề đường để ăn. Giống hồi sáng mình ăn. Nhưng mà nó vì nó có thêm hành phi nên nó có cái mùi lạ hơn, nó ngon hơn á. Tại hồi sáng vì chú cần phải đóng hai chú trộn và đóng sốt luôn. Nhưng mà nó ngọt nha, có thể có vị ngọt. Đây uống nước thì không ngọt. Đồ ăn thì ngọt, không đồ ăn cũng không phải món nào cũng ngọt, không phải sa tê ngọt hơn. Rồi. Sa tê thì lại nêm ngọt. Giống như là sườn. Không, sa tê với thịt nướng nói chung. Sườn. Cơm tấm của mình thì cục sườn nó sẽ ngọt. Thì lại sa tê nó ngọt. Nhưng mà nước uống thì không ngọt, là Việt Nam nó uống nhạt lắm. Một xíu được à. Và một quán cà phê và bán đồ ăn. Nhìn có vẻ là đẹp và được đầu tư nhất ở đây. Để kêu nước uống thôi, tại vì mình ăn với ba xe hàng nó no rồi. Cũng chưa no lắm đâu, xong rồi vì ngày mình lên đây mình dễ bị đói lắm. Thế mình sẽ order nước uống.
Nuti hả? Có Nuti hả? Bọn mình vừa mới ra ngoài trả giá và thuê được hai cái áo và mua được cái nón này. Mới đầu là chú đòi bán hai áo đó giá là gần 1 triệu là bán luôn nha. Xong hồi sau mình trả xuống, mình kêu mình thuê thôi, mình không có mua, thì ổng chấp nhận cho thuê từ bây giờ đến ngày mai là một là cỡ đâu 200 mấy. Còn cái nón là mới đầu là báo 100 là gần 200 ngàn nha, xong mình trả xuống rồi còn có 40. Mình đang đi về phòng rồi các bạn ơi, lạnh lắm, thở vô lạnh hết cái mũi biết không miệng. Mai là mình phải dậy sớm vào lúc 3 giờ sáng để đi xem họ ở gì. 2:30 là phải dậy rồi. Để đi ngắm bình minh. Rồi xong đó sau rồi mình sẽ leo núi.